Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bỉnh Trân ơi, em còn có một cái tài beatbox đúng không? Dạ. Tặng được không? Dạ được ạ. Vô. Điểm số của thiệt. Em không phải là điểm số đó đâu. Trời ơi mê quá à, chị Như à. Chị có biết bóc được mà chị Như. Chị biết bóc được mà. Ok ok mọi người. Vô nè. Như có thể tặng mọi người. Ok. Xấu hổ quá mời lộn người. Cảm ơn Như. Ừ.